Fairver là gói chăm sóc nuôi khỏe da bằng công nghệ tế bào gốc nhằm phục hồi những làn da đang bị tổn thương, đang bị mỏng, yếu và ửng đỏ, đẩy lùi những nguy cơ lão hóa như nếp nhăn hình thành, sạm nám hình thành và giúp duy trì một làn da luôn khỏe mạnh và căng mịn. Và sau đây là các bước thực hiện của quy trình Fairver chăm sóc nuôi khỏe da tại Viện Thẩm mỹ Thiên Nhân. Bước 1 là tẩy trang giúp loại bỏ lớp bụi bẩn, lớp makeup và kem chống nắng ở bên ngoài. Bước 2, rửa mặt bằng sữa rửa mặt sinh học có độ pH tương đương với da, giúp an toàn và bảo vệ da của bạn. Bước 3 là xông nóng, hút dầu giúp các lỗ chân lông thông thoáng, dầu thừa được thoát ra và lấy đi lượng dầu thừa đang tích tụ tại các vị trí cũ đang lông. Bước 4 là tẩy tế bào chết, giúp loại bỏ lớp tế bào chết ở bên trên lớp sừng, giúp cho sản phẩm được thẩm thấu nhanh trong quá trình dưỡng da. Bước 5 là đắp mặt nạ thải độc kèm với ứng huyệt và massage nhẹ nhàng. Quá trình đắp mặt nạ thải độc và ứng huyệt sẽ giúp lưu thông và đào thải những độc tố ở dưới da, và khi mà kết hợp với massage sẽ giúp lưu thông khí huyết ở trên da. Bước 6 là massage đầu thư giãn. Bước 7 là cung cấp dưỡng chất nuôi khỏe da từ công nghệ tế bào gốc chiết xuất từ sừng nhung hưu, bổ sung collagen trích xuất từ cả ngư vây vàng, giúp phục hồi nuôi khỏe da, đẩy lùi được những yếu tố lão hóa và giúp duy trì một làn da khỏe mạnh. Bước 8 là chiếu ánh sáng sinh học để giúp cho sản phẩm thẩm thấu sâu hơn. Bước 9 là thoa kem chống nắng, đây là bước không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da. Với quy trình chăm sóc và nuôi khỏe da Fairver một cách toàn diện sẽ giúp quý chị em luôn luôn duy trì được làn da khỏe mạnh và như ý.